bạn đang có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Yeah. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốc tờ thanh, trà thanh không rượu, năm một quan, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quay số trúng thưởng. Xé nhãn liền tay, trúng ngay chục triệu. Chương trình được thực hiện bởi các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực number one, number one chanh, number one dâu và number one hạt ti chanh muối. Đến với buổi quay số trúng thưởng ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Lê Văn Tuấn là đại diện cho người tiêu dùng. Và anh Tuấn sẽ là người giúp chúng ta quay số để tìm ra các chủ nhân may mắn nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi hướng mắt vào màn hình máy tính để xem trong ngày hôm nay ai sẽ là chủ nhân may mắn nhận về cho mình 4 giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt nhé. Xin mời anh Tuấn tiến hành quay số. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn TKQM4RXR có thể bao số cuối 8017 là vị chủ nhân may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. Và ai sẽ là chủ nhân may mắn thứ hai? Xin mời anh Tuấn tiến hành quay số. Vâng, chúng tôi xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn G4G8SYF7 có thể bao số cuối 6547 là vị chủ nhân may mắn thứ hai. Xin mời anh tiến hành quay số. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn SANS8RER có thuê bao số cuối 1453 là vị chủ nhân may mắn thứ ba. Vâng, chúng tôi xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn ND8RXE3S có thuê bao số cuối 1549 là vị chủ nhân may mắn cuối cùng nhận được giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. Ngoài 4 giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt mỗi ngày, chúng tôi còn tiến hành quay số để tìm ra 300 chủ nhân may mắn nhận về các thẻ cào di động trị giá 50.000 đồng. Xin mời anh Tuấn tiến hành quay số. Để có cơ hội tham dự chương trình xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu và nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn, rất đơn giản, quý vị và các bạn chỉ cần mua ngay cho mình các sản phẩm bất kỳ đến từ các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực number one, number one chanh, number one dâu hoặc number one hạt ti chanh muối. Đừng quên xé nhãn và soạn tin nhắn theo cú pháp mã code gửi về tổng đài 6020, hoặc quý vị có thể nhập mã code hoàn toàn miễn phí trên website chục triệu mỗi ngày chấm cơm. Và thời gian quay số của chúng tôi được diễn ra liên tục hàng ngày từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 1 tháng 7 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các mã số may mắn đã được hiện lên. Một lần nữa, thay mặt cho chương trình xin gửi lời chúc mừng đến các chủ nhân may mắn đã nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Mọi thông tin và liên hệ chi tiết, quý vị vui lòng gọi về số 1800545478, hoặc quý vị có thể truy cập vào website chục triệu mỗi ngày chấm cơm. Ai sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo sở hữu các giải thưởng vô cùng hấp dẫn từ chương trình? Đó có thể là bạn. Vì vậy đừng quên đón xem kết quả được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trên website chục triệu mỗi ngày chấm cơm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Yeah. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhận đốt tờ thanh, trà xanh không rượu, năm một quà, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng.